em bị ba đánh đến mức như vậy. Cái người mà mua hột gà lăn lên mặt em, cái người mà thấy máu bầm trong mắt em nè, người chứng kiến em bị đánh là chị hai em. Người chứng kiến em bị đánh là chị hai em. Em không chứng kiến. Nhưng mà chị là chị người muốn chứng hột gà lăn cho em. Chứ em không chứng kiến. Và biết cái chuyện là ba đánh em. Đúng. Trong khi tất cả mọi người chửi em, người dưới quê chửi em, tất cả mọi người thiếu đều muốn bắt xe lên đây đánh em, thì chị hai lại không bình em. Tại vì ba em dù có sai đi chăng nữa ba em cũng mất. Mà đó là ba của ba đứa hết. Cuộc đời của cô là khổ từ nhỏ rồi. Bây giờ chỉ cần tụng tịnh thảo thôi. Nhưng mà không cần gì là mẹ vui rồi. Có nhiều đêm mẹ nước trắng này mẹ khóc đâu biết. Tại vì mẹ cũng đâu có lên trên ngủ chung với nào, nằm dưới này ngủ. Từ nào giờ là mẹ chưa có chỗ nằm mà để cho nó được trọn vẹn. Bình thường một ngày mình bán được bao nhiêu đơn? Bình thường nếu một ngày mà em làm full luôn, không có bận quay hay không đi quay, không đi quay này nọ thì cũng khoảng 20 mấy đơn ạ. 24-25 đơn. Là thu nhập được cỡ nhiêu? 24-25 đơn thì khoảng 3 triệu mấy đến 4 triệu thì mình lời khoảng được 1 triệu mấy. Với cái thu nhập như vậy thì có tháng nào em bị hụt? Hầu như là tháng nào em cũng sẽ hụt. Không hụt tiền này thì cũng tiền kia, cái kiểu giống như là mình ở mình là lo chính á, thì em sẽ có những cái khoản giống như là tiền nhà, tiền điện, tiền nước, xong rồi tiền học con, rồi tiền ăn uống, tiền sinh hoạt, tới tiền mình mua đồ diễn, tiền này nọ, thì tuy nhiên sẽ có những cái khoản hụt này để đắp qua cái kia. Thì hình như là em thường hụt. Điều gì ở hiện tại này em sợ nhất? Em sợ không có việc làm. Em sợ lại mất không. Em sợ mà mỗi một ngày nào đó em mở mắt ra mà em không biết là em phải làm gì. Bởi vì là buổi tối mà ví dụ như là cái bữa đó em không có làm gì đi, không có lịch quay là em phải book, em phải đăng lên Facebook là hôm nay tôi bán cái này, ngày mai tôi bán cái này, ngày mai tôi bán cái này, để tối hôm đó người ta muốn ăn cái gì đó để sáng em có công việc em làm. Em sợ mà. Em sợ em ở không cực kỳ luôn. Cái ngày đó là em á, nếu mà không vào tiền thì em không biết là phải như thế nào. Tại vì không phải mình em không, mẹ em và con em nữa. Đó, nhiều thứ lắm. Đào là có bao nhiêu anh em cô? Chị thứ hai, Đào rồi, thằng em. Em, bây giờ cái nhà này là ở bao nhiêu thành viên? Cô, Đào, thằng em với này. Dạ, em của Đào thì làm gì cô? Đi, nó lên đây, giờ nó đi làm ở nhà hàng. Cô và Đào ở chung nhà như vậy, thì có thường xuyên mấy mẹ con sẽ ngồi ăn cơm chung với nhau trên một cái mâm cơm rồi quây quần bên nhau rồi trò chuyện với nhau không cô? Không. Nhiều khi cô nấu á, rồi sáng nhiều khi nó mẹ nấu này xong rồi cô nấu xong rồi cái nó đi, nhiều khi đi tới tối vậy cái nó không ăn. Cô thì nấu xong rồi cô tự cô bới cô ăn, cô ngồi cô bới cô ăn mình ăn không thôi. Có ăn cơm chung? Không. Cô có thích là tận hưởng cái khoảng cái thời gian mà cả gia đình ngồi ăn cơm chung với nhau trên một cái bàn cơm không? Cô cũng thích chứ, tại vì những món ăn mẹ nấu không à. Thì mẹ nấu ra thì mẹ cũng cần ăn chung. Nhưng mà cô nhìn thấy các con của mình đi làm vất vả, cực khổ vậy mà về lại không có tâm sự, không có trò chuyện với mình thì cô thấy như sao? Cô cũng hiểu chứ. Nhiều khi nó cũng muốn nói mà nó không dám nói. Cô hiểu. Tại vì bản thân cô không có lo được. Sanh ra từ nhỏ thì mình săn sóc mình lo, tới chừng lớn lên là cô đâu làm ra tiền. Hồi xưa cô đi làm mướn mình thuê thôi, một tháng nó đâu có nhiêu. Thì từ lúc mà bé Đào với chị bé Đào có gia đình thì cô không có tiền mà để cho. Vậy nhiều khi nằm đêm mình khóc mà không biết. Thật ra không phải là các con vô tình với cô. Đúng. Cô hiểu. Sợ. Bây giờ là chỉ theo để chăm sóc thằng này với phụ làm chứ mình. Cô suy nghĩ cô cũng buồn lắm, tại vì con á, có cha có mẹ thì cũng phải có cái tài khoản nào mình giúp. Cô không có.
cô từ lúc mà cô bé biết đi làm tới ngày cô có gia đình bây giờ là cô không có một cái khoản tiền mà để hậu thân đâu. Thiệt thấy như vậy chứ trong người nhiều khi không có 500 ngàn. Thì cô cứ suy nghĩ kệ đi, mình bây giờ mình cứ sống. Cô chỉ cần con, cần ba đứa con nó làm nên việc hay là sau này nó có tiền, nó nhà cửa riêng tư, cô về quê cô ở cũng được. Dạ. Bây giờ mình hỏi riêng tư một chút nè. Dạ. Bao lâu rồi con nó không có gặp ba nó? Tính ra thì chắc cũng khoảng 2-3 năm vậy. Không gặp. Dạ. Mà trước đây gặp là như thế nào, là con đòi gặp hay là ba của nó có nhu cầu gặp? Ba của nó lên đây gặp mình chị. Mà được thường xuyên không? Dạ không, kiểu lâu lâu gặp, còn bây giờ thì nói chuyện qua Zalo. Nhưng mà lúc đó là con còn nhỏ. Dạ. Bây giờ thì con lớn rồi. Dạ. Thì em thấy cái phản ứng của con như thế nào? Kiểu là Thọ thì nó rất là nhạy cảm, thì nó biết là những cái chuyện nào mà em không vui nó sẽ rất là để ý. Thì khi mà ai mà nhắc đến cha nó thì có vẻ là em không vui, và đó là cái điều tuyệt nhiên là Thọ sẽ không bao giờ nhắc tới. Và ví dụ như cha điện thoại là Thọ chạy đi liền, giấu liền cái điện thoại, có thể là anh tắt liền hoặc là anh đi đâu đó một góc anh ngồi anh nghe xong anh nói thôi nha, không có gì, thang cúp máy gì đó. Anh và hàng xóm ví dụ như ai mà hỏi thăm về cha nó rất là khó chịu. Chị hỏi thiệt là bản thân em thì em muốn cái mối quan hệ của hai cha con nó như thế nào? Thì em muốn là anh ấy quan tâm đến con nhiều chút xíu, kiểu là biết là hai vợ chồng mình không thể nào sống được với nhau, không thể tiếp tục được với nhau, nhưng mà kiểu con á, nó hay kiểu nó rất quy cắt chú, tại vì nó không có cha. Thì em kiểu là em chỉ muốn là ảnh phải dành cái tình cảm cho con đúng nghĩa. Khi mà con nó điện á, cha ơi con muốn cái này, cha ơi con muốn cái kia, cha ơi con thi được nhiều điểm này, cha mua cho con cái này, cha mua cho con cái kia nha, cái ảnh bơ. Ảnh không quan tâm, ảnh không gửi gắm, ảnh không có thì năm học mới ba cha mua cho con cái này cái kia nha, này nọ, thì em cũng đỡ buồn. Hoặc là con nó cũng kiểu ví dụ như cha mẹ không sống được với nhau thì nó vẫn còn tình cảm với cha, nhưng mà cái lời hứa của ảnh đối với con, ảnh không giữ lời hứa với con ảnh, nên là cuối cùng thì Thọ nó không thích ảnh nữa. Mà hỏi với tâm lý của một người mẹ nuôi con một mình, có bao giờ em buồn? Em buồn chứ. Tủi thân không? Tủi thân chứ chị. Tủi thân nhiều, nghĩa là đơn giản là vì mình có nhiều cái mình không làm cho con được. Ví dụ nếu mà có vợ có chồng thì vợ lo không được thì chồng lo tiếp. Còn cái này tất cả mọi thứ đều là mình hết. Lo được nhiều thì hay bấy nhiêu. Lo trong sức của em. Có khi nào em mệt quá mà em gục ngã? Em muốn lắm chị. Suy nghĩ những cái bậy bạ trong đầu em rất là nhiều. Em thấy hay là kết thúc luôn. Có nghĩa là em đi đâu đó, bỏ con em với mẹ em ở lại. Em về nhà em thấy mẹ em ngồi chơi với con em. Rồi mẹ em mới đi làm về hả? Ở cô bữa nay đi quay như thế nào? Kiểu những cái hai người này làm cho em có cái động lực. Em mà quyết định em dại dột như vậy thì liệu hai người ở lại như thế nào đây? Con em như thế nào đây? Bỏ thì dễ dàng quá. Đúng là vì cái đứa con đó. Vì khi mà mình bước về nhà nó kêu mẹ ơi. Chỉ một tiếng mẹ ơi đó thôi là mình cảm thấy mình có lỗi với cái suy nghĩ đó. Đúng chị. Mong rằng là những người, những cái hoàn cảnh như hai chị em mình nó sẽ làm thiệt là nhiều cái điều tốt hơn nữa trong tương lai, trong cái hành trình làm mẹ sắp tới của mình. Rồi bây giờ thì mình nấu cơm, mình ăn. Trời, đúng rồi chị ơi, ăn cơm thôi. Tụt huyết áp rồi. Nhưng mà em thì có hay hỏi han về cuộc sống như là nghề nghiệp của chị được không? Quan tâm chị không? Dạ cũng không anh ơi. Kiểu là giống như là tụi em bị khắc khẩu ấy. Nói một câu, nói câu thứ hai, câu thứ ba là bắt đầu lớn tiếng kiểu muốn gây nhau, nên thôi mình bớt nói bớt gây. Nhưng mà giờ chị hỏi thiệt là có cách nào gọi điện thoại mời chị hai, mời chị qua đây ăn cơm chung không? Để mẹ gọi nha. Thôi ra khỏi gọi đi. À. Hôm nay đó là hồi nãy có nhờ anh em trong đoàn. Ôi đâu mà lại hay vậy ta. À. Ông này, biết được đàn này anh biết anh có phải là thuộc team của em hay không? Chào anh em. Làm. Dạ chào chị. Đây là Kim Đào, còn em là Kim gì? Kim Ngự.
Không ngữ. Mà Ngữ nè, tại sao nhà mình cũng gần đây mà mình không qua đây mình ăn cơm chung với mẹ với em? Tại em đi bán từ sáng tới chiều, rồi về tới thì phải con nữa nhóm em nữa. Sao không mướn một cái nhà bự nguyên nhà ở chung với nhau luôn? Đúng là mẹ đơn thân. Thì đó, con thì chính vì mẹ đơn thân cho nên là gom về anh biết với nhau đó. Ở chung một nhà thì nó sẽ dễ dễ sinh hoạt hơn nữa. Tại vì lúc trước cũng đã ở chung rồi. Khi mà mình ở chung thì sẽ có những cái mâu thuẫn xảy ra lắm. Và em với chị hai em thì là khắc khẩu. Mà mỗi lần gây lộn thì em thấy mẹ buồn. Cho nên thôi chị em tách xa nhau ở thì kiểu lâu lâu gặp nhau sẽ quý hơn. Cô cứ nhìn thấy hai chị em không có hòa thuận được với nhau á, cô giải quyết bằng cách nào? Không giải quyết nào. Cô nín thinh, không nói gì với ai. Nhiều khi hỏi không trả lời. Là cái đó là cái tâm sự buồn. Nhiều khi Đào nó hỏi cô không trả lời, nhiều khi con này hỏi cô không trả lời. Rồi bây giờ hỏi thẳng luôn nè, hiện tại có buồn gì ở hai bạn này không? Buồn chứ. Buồn chuyện gì? Không thuận với nhau. Mình suy nghĩ mình có ba đứa con thôi mà không ai thuận với ai, mình cũng phải buồn chứ. Cô là cũng như là cô chỉ cần con cô thôi, cô không cần vật chất, chỉ cần ba đứa con. Ba đứa con là trong cả cuộc đời của cô từ hồi xưa tới giờ. Hai đứa có một cái chuyện gì mâu thuẫn lớn lắm mà. Em cũng không biết nữa. Không, tự nhiên chị hai chị em ít nói, bây giờ cái bắt đầu không có thân nữa. Nó phải có một cái vấn đề gì chứ. Hồi xưa lúc mà em mới sanh cô Thọ đó thì em không có tiền. Không có tiền cho thổ sữa này nọ. Thì lúc đó chị hai làm ở Thế Giới Di Động. Thì tháng nào chị hai cũng cho tiền mua sữa cho con Thọ lúc đó. Thì chị em rất là thân thiết, nhưng không hiểu tại sao càng lúc càng lớn á thì bắt đầu là ít nói, rồi lại là không có nói chuyện nữa, rồi bắt đầu không có liên hệ với nhau nữa. Phải là chị hai có cái điều gì đó không đồng ý ở em, hay là em không có điều gì đó em không đồng ý ở chị hai mà hai chị em không giải quyết được với nhau, nên từ từ là tụi em không nói chuyện được với nhau nữa. Nói chung có một đợt thì đã dọn về đây rồi đó, nhưng mà cái bài báo nói về ba em đó em không có dự ý. Mẹ làm đó không ba em? Em không dự ý nói ba em gì. Từ đó em muốn nói chuyện. Nhưng mà em có nói sai không? Sai không sai gì, em có muốn đem ba em lên nói vậy. Nhưng mà đó là em không phải nói xấu ba. Nói xấu hay không nói xấu, nhưng mà em không chấp nhận đem ba em lên nói như vậy. Tại vì người ta nhìn vô người ta sẽ nói ba em vậy. Dù ba em có tệ cách mấy đi chăng nữa cũng là ba của em. Nhưng mà Đào á, là em của em. Khi mà em không vừa lòng, em có nói với Đào cái chuyện đó không? Em có nói với mẹ. Tại vì em sao không tại nói sao chuyện em không được trực với... tiếp nói chuyện em với Đào? Không nói chuyện được với bé Đào luôn. Có nghĩa là hai tụi em nói chuyện được câu hai câu là bắt đầu là không thể nói được nữa. Em có nói với mẹ. Nói chung là qua cái chuyện của ba là em không muốn nói chuyện nhiều với Đào vậy thôi. Tại vì lúc đó em cũng hơi buồn chị hai em, là vì sao? Cái người mà em khi mà em bị đánh, em bị ba đánh đến mức như vậy, cái người mà mua hột gà lăn lên mặt em, cái người mà thấy máu bầm trong mắt em nè, người chứng kiến em bị đánh là chị hai em. Người chứng kiến em bị đánh là chị hai em. Em không chứng kiến. Nhưng mà chị là chị người mua trứng hột gà lăn cho em. Chứ em không chứng kiến. Và biết cái chuyện là ba đánh em. Đúng. Nhưng mà khi mà bài báo lên chị hai lại là, trong khi tất cả mọi người chửi em, người dưới quê chửi em, tất cả mọi người thiếu đều muốn bắt xe lên đây đánh em, thì chị hai lại không binh em. Em đã không nói một tiếng nào hết. Thì tại có nghĩa là trong chuyện này ba em sai, bé Đào cũng sai. Em đã nín thinh luôn, em không nói luôn. Tại vì ba em dù có sai đi chăng nữa ba em cũng mất. Mà đó là ba em, ba của ba đứa hết. Thật sự em thương Đào lắm. Em ở dưới quê á, em sướng lắm chứ không phải là em khổ. Em đi lên đây em phải đi kiếm nhà trọ trước cho Đào ở. Rồi em lên đây lúc đó bị gạt không có tiền, em phải đi làm hộ. Nó cực thua từng ấy. Lúc em về em tưởng em chết không á, mà cũng gắng em làm. Với lúc đó chị em cũng bình thường. Bây giờ anh hỏi em, nếu như mà trường hợp ở dưới quê bà con ta lên đây ta đánh Đào rồi sao? Việc chắc cũng phải binh thôi. Chứ giờ mình làm sao vậy?
bà con nhà mà hỏi chứ đâu có ai giúp đỡ mình đâu. May là cái chuyện nó không xảy ra. Em mình nó sai, em mình chứ không phải là em ai. Dạ. Có phải người dân hay là con ba, con mẹ, con riêng đó. Em mình nó sai. Thế sao em không bảo ban, sao em không dạy? Em đã nói với mẹ, tại vì em với bé Đào từ đó giờ là nói chuyện không có được nhiều. Nếu như không có một cái bữa ăn ngày hôm nay, liệu cái mâu thuẫn này nó kéo dài tới khi nào? Và hai đứa có biết cái người khổ nhất là ai không? Em biết. Em biết nhưng mà em không giải quyết được. Có nghĩa là hai tụi em không nói chuyện lại được với nhau á. Cho nên là em cũng đã nín thinh hết luôn. Em không có làm cái bất cứ một cái gì hết. Nhưng mà cái nín thinh đó của em nó rất là nguy hiểm. Anh biết chắc chắn một điều là bé Đào cũng sẽ nói về ba, sẽ nói về những cái chuyện à ba, cái việc đó là con cảm thấy là chưa hài lòng ở ba. Nhưng sau đó sẽ còn rất là nhiều những câu chuyện về cái tình cảm của Đào với ba, đúng không? Dạ đúng. Em có muốn nói thêm gì không? Thì đó đúng, em nói là ngày xưa thì ba là người mà gọi là nghiêm khắc, đánh em nhiều nhất. Nhưng mà ba là người dạy em nhiều nhất về ca hát, tất cả mọi thứ ba đều dạy cho em chứ không dạy chị hai. Nhưng mà ba em đánh em vì em bị giận ba. Em bị giận ba dữ lắm, nhưng mà tới lúc mà ba bị thay biến, ba không nói được nữa. Thì em nhớ có một cuộc điện thoại đó em ba cứ điện cho em. Thì em nói, ủa bộ ba muốn muốn con về với ba chơi hả? Thì thằng em mới dịch là không, ba kêu chị đi luôn á. Cái ổng, cái ba vậy nè, có nghĩa là ba em nói không phải cái ý tao làm vậy. Ý là ba muốn em về vậy. Là từ cái lúc đó là em, trời em thiệt á, bao nhiêu cái giận hờn của ba em đối với ba là không còn nữa. Ở đây không có đúng sai, mà chỉ là chưa hiểu nhau thôi. Thì không biết là cô, chuyện của các con như vậy thì cô có ý không? Thì có ý gì cũng như từ đây tới sau đừng có hờn mát với nhau thôi. Tại vì cuộc đời của cô là khổ từ nhỏ rồi. Bây giờ chỉ cần tụng tận thảo thôi, nhưng mà không cần gì là mẹ vui rồi. Cái nhiều đêm mẹ nước trắng này mẹ khóc đâu biết, ai biết. Tại vì mẹ cũng đâu có lên trên ngủ chung với Đào, nằm dưới này ngủ. Từ nào giờ là mẹ chưa có chỗ nằm mà để cho nó được trọn vẹn. Không phải cái chuyện mẹ mong muốn là mẹ có một cái nhà lớn hay là mẹ nằm trên giường hay nằm một phòng. Đúng. Câu của mẹ hồi nãy mong muốn mấy đứa đừng có như vậy nữa, đừng có giận nhau nữa. Em nó sai thì la em nó. Nhưng mà chị la để em phải nghe chứ không phải chị la rồi em bướng. Đời này nó hơn thua nhau ở chỗ cái lắng nghe. Đúng rồi. Cái lắng nghe chứ không phải cái chuyện gọi là chưa kịp nghe nữa là cãi. Các bạn đã có một cái tuổi thơ cơ cực với mẹ rồi. Và bây giờ cuộc sống các bạn có thấy là các bạn có sướng chưa? Vẫn cứ tiếp tục cơ cực. Chúng ta phải thoát khỏi cái cảnh này. Một người sẽ không thể có thể làm được chuyện lớn, nhưng hai người sẽ làm được rất nhiều thứ. Người thân người ta còn kết hợp được với nhau, huống hồ chi là tình thân với nhau. Các bạn chung một cái dòng máu, chung một cái niềm yêu thương. Cuộc đời mà được làm chị làm em đó, mình tu tới 9 kiếp mình mới được là chị em. Thì nhân hôm nay thì chắc có lẽ là câu chuyện là mọi thứ cũng đã được nói ra rồi. Thì anh chỉ hỏi Ngữ ra là Ngữ có cảm thấy là trong người mình nó còn cái điều gì, nó cảm thấy chưa có giải tỏa hay là chưa có được nói hết hay không? Dạ hết rồi. Cái câu chuyện bé Đào chia sẻ trên báo chí á, là do có thể là cái sự không hiểu hết ý của Đào, cho nên nó gây ra một những cái lời nói rất là hiểu lầm cho người đọc và nhất là cho bên gia đình của mình. Thì ngày hôm nay là em đã hiểu rồi, rồi Đào cũng đã hiểu là chị giận mình cái gì rồi. Bây giờ hai chị em nói cái gì với nhau để mà giải tỏa được cái chuyện này cho mẹ không buồn nữa. Như từ xưa giờ thì em là một cái đứa rất là ít nói, mà càng ngày càng ít nói hơn. Nhưng mà
chị hay hỏi mẹ nên nhiều khi mẹ nấu cái gì em đều luôn hỏi là mẹ có nói chị hai không, kêu chị hai về lấy đi. Kiểu chứ không phải là em không có thương hoặc là em không có thích chị hai, nhưng mà cái kiểu là em không biết làm sao mà nói ra được. Thì em cũng biết là chị buồn em mà em không biết là buồn cái gì. Nhưng hôm nay thì em biết là chị đã buồn em những cái chuyện như vậy, thì cũng sau cái chuyện đó thì em cũng rút ra được bài học rất là lớn. Và cái điều em muốn nói hiện tại bây giờ mà chắc năm nay em gần 30 tuổi rồi, em mới nói là em cảm ơn chị hai rất là nhiều. Và em xin lỗi chị. Vậy thôi. Em làm đứa biết đau lắm. Thôi mình nhận quà. Thank you.